bạn đã quay trở lại với chuyên mục Hỏi Đáp cùng Thảo Luân Hôm. Quý vị thân mến, chuyên mục này ra đời nhằm giúp giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan đến chủ đề xây dựng và nhà ở. Nên quý vị đừng ngần ngại mà hãy gửi những câu hỏi cũng như là những thắc mắc của mình đến với chúng tôi để được các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Thảo Luân Hôm trả lời một cách nhanh chóng và chính xác nhất nha. Ở số trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về quy trình ký hợp đồng thiết kế và thi công xây nhà trọn gói của Thảo Luân Hôm. Thì không ít quý khán giả đã có những thắc mắc là không biết là sau khi mà ký hợp đồng thiết kế thì quá trình thi công của Thảo Luân Hôm sẽ như thế nào. Thì trong số lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thì để tiếp nối cho chương trình này thì chắc hẳn phải nhờ đến anh Thành rồi. Anh Thành là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Thảo Luân Hôm. Xin chào anh Thành ạ. Chào Nhật Ánh, chào tất cả quý vị khán giả. Thì để tiếp nối cái số phía trước khi mà tôi đã giới thiệu về các loại hợp đồng của Thảo Luân Hôm cũng như là quy trình từ tư vấn cho đến khảo sát và thiết kế hợp đồng thiết kế, sau đó là thiết kế hợp đồng thi công, thì ngày hôm nay tôi sẽ giải đáp cho quý vị các bạn các quy trình về xây dựng thi công trọn gói một ngôi nhà sẽ gồm các bước như thế nào và các cách mà chúng ta kiểm soát về tiến độ cũng như là chất lượng công trình. Dạ vâng ạ, thì phải về quy trình để thi công xây dựng nên một ngôi nhà hoàn thiện đến tay quý gia chủ thì không biết sẽ gồm những bước nào sếp? Thì sau khi mà có được ngày lành tháng tốt, đồng hổ, Thảo Luân Hôm sẽ cùng đồng hổ với chủ nhà. Ở đây thì chúng ta cũng theo cái quy luật tự nhiên thôi, có thờ có thiên, có kiên có lành ha. Thì Thảo Luân Hôm luôn đồng hành với khách hàng từ khâu ban đầu đến khâu đồng hổ. Thì sau khi mà động thổ rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu là làm công tác đầu tiên đó là thắt móng. Thì đối với những ngôi nhà khác nhau thì chúng ta sẽ có những loại móng khác nhau. Trong trường hợp mà chúng ta mà những loại móng mà liên quan ép cọc á, thì chúng ta sau khi mà động thổ xong chúng ta sẽ tiến hành công tác đầu tiên đó chính là công tác ép cọc. Thì đối với công tác ép cọc này á, thì Thảo Luân Hôm sẽ hỗ trợ phía khách hàng giám sát bên tên người cọc, họ sẽ làm đúng theo bản vẽ thiết kế chúng ta về số lượng cọc rồi về tải đầu cọc như thế nào, ép có đủ số tải, ép có đủ tim hay không. Sau khi mà ép cọc xong thì chúng ta sẽ tiến hành là làm đài móng. Còn đối với những nhà mà làm móng băng hay là làm móng bè hoặc là làm móng đơn á, thì chúng ta sẽ tiến hành là khui móng. Sau khi khui móng thì chúng ta sẽ làm cốt pha, cốt thép, đổ bê tông móng. Tiếp theo là sẽ đến bê tông đà kèn. Thì cái này sẽ được thể hiện rõ trong cái hồ sơ mà thi công về quy chuẩn của thép, đường kính bao nhiêu, rồi kích thước của từng chi tiết về móng đà kèn như thế nào. Sau khi mà phần móng đà kèn xử lý xong, chúng ta sẽ lên nền tầng trệt. Thì sau khi nền tầng trệt rồi, coi như chúng ta đã xong cơ bản cái phần phía dưới. Tiếp theo sẽ là phần thân nhà. Phần thân nhà sẽ gồm có là đổ bê tông cột, xây tường. Thì xây tường chúng ta sẽ có hai loại tường là tường 10, tường 20 cho tường bao. Và trong xây tường nó sẽ có những cái quy chuẩn riêng về đảm bảo xây tường. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lên phần mái. Thì đối với những ngôi nhà mà lên tầng thì chúng ta sẽ tiếp tục là đổ sàn tầng lầu, đổ khi nào mà đủ cái lầu theo thiết kế. Và tiếp theo lên phần mái. Thì phần mái hiện nay đối với nhà sẽ có 3 dạng mái. Nhất là mái mái kiểu nhà hiện đại thì chúng ta chia ra là mái tôn này. Thì lên phần mái chúng ta sẽ lập tôn hoặc là lên phần mái đổ bê tông. Đối với nhà mái ngói chúng ta sẽ có thường có 2 dạng là chúng ta sẽ làm nhà mái Thái hoặc mái Nhật. Và cái kiểu biệt thự thì chúng ta có thể làm theo nhà kiểu máy Pháp, kiểu máy châu Âu. Thì đó sẽ tùy theo cái phần mái mà chúng ta sẽ làm đúng theo cái kết cấu trong cái hồ sơ. Thì sau khi mà phần mái xong rồi chúng ta sẽ tiến hành là tô chát bên trong bên ngoài. Đó là như vậy chúng ta sẽ xong cơ bản phần thô. Và xong phần thô rồi chúng ta sẽ tiếp tục vô phần hoàn thiện. Thì hoàn thiện sẽ gồm các công tác như là lát gạch, sơn nước, rồi gia công cửa, đóng trần thạch cao, rồi lắp đặt thiết bị điện, thiết bị nước. Đó, và cuối cùng là chúng ta sẽ bàn giao căn nhà cho khách hàng. Ở đây sẽ có những cái vấn đề phát sinh, ví dụ như là trong quá trình mà chúng ta xây dựng thì nó sẽ có phần sân vườn cổng rào. Thì trong cái giai đoạn đầu tiên mà khi chúng ta chưa chốt được cái hạng mục mà sân vườn cổng rào á, thì trong cái giai đoạn mà bắt đầu xây nhà chúng ta sẽ bắt đầu là bên công ty sẽ tiến hành đề co cái sân vườn cổng rào theo cái quy hoạch của cái nhà. Sau đó sẽ gửi cho khách hàng một cái bản dự toán tương tự như gửi ở nhà. Nếu mà khách hàng thông qua thì chúng ta sẽ làm cái hợp đồng là hợp đồng sân vườn cổng rào để chúng ta tiến hành song song làm phân vườn cổng rào luôn. Và cái hợp đồng tiếp theo là hợp đồng liên quan nội thất. Thì khi mà những cái khách hàng nào mà có làm thiết kế nội thất và có gia công nội thất thì chúng ta sẽ tiến hành là báo giá phần nội thất. Thì nội thất chúng ta sẽ gồm có nè giường, tủ, bàn ghế, salon, kệ, lam, rèm, rồi các loại decor tường trang trí nó sẽ thuộc cái phần nội thất. Và cũng sẽ có một cái báo giá riêng, trong đó sẽ có từng hạng mục và sẽ liệt kê rõ ràng các chủng loại vật tư.
Thì khi mà khách hàng thông qua rồi á, thì thường á, thì phần nội thất nó sẽ làm hơi chậm suốt, tức là nó phải đợi cái phần thô nó lên khung và chúng ta tô tường rồi á, thì lúc này chúng ta mới tiến hành là đo nội thất thì nó mới khớp với cái số đo của nhà mình được. Thì đó chính là sơ bộ về các bước mà chúng ta tiến hành thi công chọn gói một ngôi nhà từ lúc làm móng cho lúc bàn giao nhà. Dạ, thì không biết là trong quá trình mà thi công xây nhà thì không biết là làm sao để mà bên Thảo Luân Home có thể cam kết những cái tiến độ nào, cũng như là những cái yếu tố về an toàn cũng như là yếu tố về kỹ thuật với công trình để đảm bảo với khách hàng ạ? Đầu tiên đó chính là về cái yếu tố về tiến độ trước đi ha. Dạ. Thì đối với tất cả các hợp đồng Thảo Luân Home trước khi mà ký cái hợp đồng thì trong hợp đồng đã nêu rõ là tiến độ căn này sẽ dự kiến nằm trong bao lâu. Tất cả các công trình Thảo Luân Home hiện nay á, là mỗi công trình sẽ có một đội thợ, anh em công nhân sẽ ở trực tiếp tại công trình làm luôn và chúng ta sẽ không rút đi đâu hết. Tức là về mặt con người là chúng ta đã cố định một cố định người ở đó rồi. Thì như vậy á, chúng ta sẽ rút ngắn được quá trình thi công này. Thứ hai là chúng ta sẽ đẩy nhanh được các công tác, từ đó là sẽ cam kết được tiến độ khách hàng. Tức là tiến độ chúng ta sẽ cam kết thì ví dụ như là thường các nhà hiện nay á, thì tiến độ chúng ta sẽ cam kết nó từ 2 tháng rưỡi cho đến 4 tháng tùy quy mô công trình. Còn những cái căn biệt thự mà lớn thì có thể là từ 6 đến 8 tháng là để chúng ta bàn giao. Còn tiếp theo là về kiểm soát về chất lượng. Thì chất lượng đây sẽ có hai cái, thứ nhất là chất lượng về kết cấu, thứ hai là chất lượng về thẩm mỹ. Thì cái yếu tố đầu tiên đó, đó chính là cái bản vẽ thiết kế của Thảo Luân Home phải được rà soát và kiểm duyệt chặt chẽ để khi xuất ra ngoài công trình đó là nó đều là những bản vẽ chuẩn và đúng đắn. Thứ hai là tất cả các anh em thi công của Thảo Luân Home đều được đào tạo bài bản và có kiến thức chuyên môn nhất định để họ có thể tự đọc được bản vẽ và từ đó họ có thể là thi công đúng đắn nhất, không có tránh những sai sót để ảnh hưởng đến cái chất lượng ngôi nhà. Thứ ba nữa là trong quá trình thi công á, sẽ có cán bộ kỹ thuật tại cả công trình giám sát 24/24 về chất lượng của ngôi nhà, về cách thi công của các anh em công nhân và những cái đợt quan trọng ví dụ như là đổ sàn, đổ cột hay là nghiệm thu tường thì bên Thảo Luân Home sẽ cử một cán bộ từ bên công ty xuống để kiểm tra chéo dưới công trình. Thì với các bước kiểm tra như vậy chúng ta sẽ hạn chế nhất những cái sai sót trong quá trình thi công. Vâng, thì em thấy là ngoài đội ngũ giám sát thi công bên mình á, thì em thấy thường xuyên là ban giám đốc bên mình, ban lãnh đạo cũng thường xuyên đến tới trực tiếp công trình để mà tham quan cũng như là kiểm tra công trình, đúng không ạ? Thì trong quá trình mà các công trình đang thi công á, thì sẽ có những cái chuyến mà ban lãnh đạo công ty vừa đi tiếp xúc khách hàng mới cũng như là ghé thăm những cái công trình cũ để có thể là nắm bắt được những cái mong muốn chủ nhà cũng như là tìm hiểu xem cái độ hài lòng của nhà như thế nào. Dạ. Để từ đó mà chúng ta có thể là rút được kinh nghiệm để mà cải tiến hơn trong quá trình làm và cũng như là kiểm tra xem các anh em ở dưới công trường là đã làm có đúng đắn hay chưa. Dạ, thì về quy trình thiết kế và thi công xây nhà trọn gói của Thảo Luân Home đã được xếp thành vừa rồi chia sẻ rất là chi tiết. Vậy thì không biết là sau khi mà công trình của chúng ta được hoàn thiện, được bàn giao đến tay chủ nhà thì chính sách hậu mãi sẽ được công ty đáp ứng với chủ nhà thế nào? Hiện nay là tất cả các công trình mà sau khi Thảo Luân Home bàn giao thì chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành. Thì trên phiếu bảo hành chúng ta có ghi rõ rất là rõ ràng các hạng mục mà chúng ta sẽ bảo hành cho chủ nhà. Ví dụ như là thông như kết cấu đi, kết cấu thì chúng ta có thể bảo hành từ 5 năm đến 10 năm tùy theo dạng công trình. Rồi bảo hành chung cho toàn ngôi nhà theo luật của nhà nước là 12 tháng. Còn các thiết bị thì chúng ta sẽ bảo hành theo nhà sản xuất. Và trong quá trình mà khách hàng mà có những cái vấn đề trên mà ảnh hưởng đến đời sống thì chúng ta sẽ tiến hành là xuống tận nơi để kịp thời là sửa chữa khắc phục. Nhưng mà thật ra thì trong quá trình mà anh em thi công ở công trình là cũng đã làm rất là kỹ rồi, nhưng nên là hầu như là các sự cố liên quan bảo hành là nó cũng tỷ lệ nó khá là thấp đó, cho nên là quý khách hàng có thể an tâm trong quá trình mà mình sử dụng ngôi nhà của mình. Dạ vâng ạ, thì em biết là trong quá trình thi công xây dựng thì có rất là nhiều khách hàng họ quan tâm đến vấn đề kỹ thuật. Và vừa rồi thì anh Thành có nói về cái phần mà về móng này, về đạp kiềng này, khi mà những cái bước đầu tiên khi mà xây dựng rất là hay, rất là chi tiết. Thì không biết là có thể hẹn xếp Thành một cái video nào đó để làm chi tiết hơn về cái vấn đề kỹ thuật này không ạ? Tại vì anh thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm cũng như là không có quá nhiều kiến thức về kỹ thuật này. Thì hiện nay là về phân khúc về cái việc mà thiết kế là nó có rất là nhiều trường phái và có rất là nhiều đơn vị. Thì
để cho quý khách hàng mà không có bị hoang mang thì có thể trong video tới chúng ta sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này. Tại vì hiện nay là một ngôi nhà thì theo như bên khi mà chúng ta thiết kế thì tất cả như bên Thảo Luân Home thì tất cả các anh em kiến trúc sư kỹ sư là họ đều dùng những phần mềm tính toán đã được cả thế giới công nhận để mà tiến hành tính kết cấu tải trọng ngôi nhà đó. Tuy nhiên là ngoài kia thì có những anh em thì họ lại không như vậy, họ là chỉ làm theo kinh nghiệm thôi. Thì có thể là cái kết cấu họ đưa ra, một đó là nó sẽ bị thiếu, hai nó sẽ quá thừa. Thì đối với trường hợp thiếu tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng công trình mình rồi. Tuy nhiên mà trường hợp quá thừa thì sao, thì công trình không vấn đề gì nhưng mà cái chi phí sẽ rất là cao, đúng không? Một cái cột mà đổ 4 cây sắt 16 với một cái cột đổ 4 cây sắt 20 sẽ rất khác nhau là nhiều. Cho nên là chúng ta phải biết được là trong trường hợp nào chúng ta sẽ sử dụng cái kết cấu nào để làm sao là ngôi nhà mình là an toàn nhưng mà chi phí phải hợp lý và tiết kiệm. Thì muốn làm được việc đấy thì chúng ta cần phải làm việc với những đơn vị mà họ có chuyên môn, họ có sự tính toán trong quá trình mà thiết kế, để sau khi thiết kế xong thì chúng ta ra ngoài công trường là chỉ vậy mà làm thôi và sẽ không có lo ngại vấn đề gì về kết cấu ngôi nhà cũng như là sợ ngôi nhà nó sẽ không an toàn về sau. Dạ, vậy em xem như là anh Thành đã chấp nhận lời mời cho cái video kỹ thuật sắp tới rồi nha anh Thành nha. Rồi, thì hẹn gặp quý vị và các bạn trong video tới thì tôi sẽ tiến hành giải đáp những thắc mắc về cái kết cấu ngôi nhà để cho chúng ta cùng nắm rõ hơn. Dạ vâng ạ, thì em xin cảm ơn những cái lời chia sẻ mà anh Thành đã mang đến chương trình chúng ta ngày hôm nay. Thì quý vị khán giả còn câu hỏi nào, những thắc mắc nào về chủ đề xây dựng và nhà ở thì quý vị hãy gửi những câu hỏi ấy đến với các kênh truyền thông của Thảo Luân Home để chúng tôi có thể giải đáp cho quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Thì em cảm ơn anh Thành vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay, cũng như là chúc anh Thành thật là nhiều sức khỏe nha. Và video của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.